Lạy Chúa con đây, xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cuộc sống bao nhiêu nhưng hiểm nguy rằng trên đường dài, Ngài biết thân con nhiều yêu đuối xa ngã nổi trôi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Từng bước con qua in dấu chân yêu thương tuyệt vời, Ngài vác trên vai đường theo Chúa có đáng ngại chi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững. Đây là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Lạy Chúa con đây, xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cuộc sống bao nhiêu nhưng hiểm nguy rằng trên đường dài, Ngài biết thân con nhiều yêu đuối xa ngã nổi trôi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Từng bước con qua in dấu chân yêu thương tuyệt vời, Ngài vác trên vai đường theo Chúa có đáng ngại chi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó,
hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin trao Ngài mãi, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với xác hồn xin trao Ngài mãi, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững. Này là đời con với xác hồn xin trao Ngài mãi, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin trao Ngài mãi, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cuộc sống bao nhiêu nhưng hiểm nguy rằng trên đường dài, Ngài biết thân con nhiều yêu đuối xa ngã nổi trôi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin trao Ngài mãi, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với xác hồn xin trao Ngài mãi, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay.